Cây bên đó nó có hai trái à mà nó bị méo rồi con. Như vậy thì nguyên nhân nó không phải là do thiếu dinh. Bà con thấy Quang không bà con ơi? Quang đây nè. Alo alo. Xin chào quý bà con thân yêu, mình là Hoàng Anh. Hoàng Anh đến từ siêu thị cây giống WeloFarm. Hiện tại bây giờ Oanh cùng Vinh Viễn và đội ngũ kỹ thuật đang đi thăm vườn và đang có cái hội thảo đầu bờ ngoài kia, nhưng mà phải trốn vô đây để quay cái video này cho quý bà con chúng ta xem liền. Tại nhiều quý bà con chúng ta đang gặp tình trạng này, và tình trạng này là Oanh thấy rất là cấp bách. Bà con cũng biết là Oanh đã thực hiện rất là nhiều các cái video chia sẻ về cái cách mà chăm sóc mít Thái từ giai đoạn cây con tới giai đoạn gọi là sinh sản, sinh trưởng như thế này, và chia sẻ với bà con chúng ta rất nhiều điều. Tuy nhiên có một câu hỏi mà bà con chúng ta đang hỏi rất nhiều luôn, và cái này là Oanh thấy là cần phải chia sẻ tận tường về tỉ mỉ với bà con chúng ta. Đó là trường hợp là hồi số lúc mà tuyển trái á, là trái nó tròn, giữ lại cái trái tròn nhưng sau nó lớn lên tự nhiên nó méo, mà sử dụng đúng cái dinh dưỡng luôn. Vườn này là Oanh chia sẻ thiệt không giấu giếm nha, là sử dụng bộ xô nuôi trái mít của siêu thị cây giống WeloFarm, mà có cây tròn có cây bị méo. Như vậy thì nguyên nhân là do đâu? Bà con nhìn dùm quanh ngay cái trái này nè, đó nó méo xẹo méo sơ à, thấy không, thấy rõ không bà con? Mà cái cây bên cạnh là nó tròn nè, mà con qua đây qua đây là Oanh chia sẻ liền luôn, không có giấu giếm cái gì hết. Cái trường hợp nào xảy ra làm sao là Oanh chia sẻ liền y chang vậy nè. Mà con thấy cùng tuổi nè, như con heo. Đó, rất là tròn y chang như con heo luôn, ba trái luôn, mà cây bên đó nó có hai trái à mà nó bị méo rồi con. Như vậy thì nguyên nhân nó không phải là do thiếu dinh dưỡng đúng không ạ? Vậy nguyên nhân do đâu bà con? Qua đây nhìn cái cây này trước đi, nhìn cây này trước mà con thấy, nhìn sơ sơ cây này dùm quanh đi. Trái nó đang chuẩn bị cắt, khoảng tuần nữa là cắt, và toàn bộ lá thì đã già, lá già hết, không có lá non. Những cái đọt non này là những cái đọt non để chuẩn bị cơ đọt mới để chúng ta phục hồi. Sau khi cắt trái xong thì chúng ta phục hồi và chúng ta đi cái tầng trái tiếp theo để ăn tới đợt giá cao tháng 7, tháng 8, tháng 9 nha bà con ha. Còn cái bên này thì sao? Bên cái cây méo này thì sao? Mèo méo 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 đây bà con nè, bà con thấy nè. Lá này nó đi đọt nè, đây cái lá này là rõ nhất luôn nè. Thứ nhất là cái trái, hai cái trái hồi nãy bà con thấy là chưa có tới cái độ sao ạ? Chưa có tới cái độ cắt, vẫn còn trong giai đoạn nuôi trái nha. Và điều kiện gì giống như giải toán thì nó có một cái điều kiện cơ bản. Điều kiện thứ nhất là chúng ta đang quy chiếu chung là sử dụng trong so sánh hai cây trong cùng một khu vườn, sử dụng cùng một chế độ chăm sóc là bộ xô nuôi trái mít, nhưng tại sao cây bên kia tròn mà cây bên này méo? Nguyên nhân là do chạy đọt. Đọt bên kia bà con thấy nó ra búp 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 là đọt đó chuẩn bị cho cây đọt mới để chúng ta đi cái lần trái mới. Còn cái đọt bên này bà con thấy nó đang nuôi trái mà trái dạng nhỏ, chưa có đến ngày thu, còn tầm khoảng tháng hoặc tháng hơn nữa mới tới thu mà nó đang đi đọt. Tức là cây đang bị phân hóa dinh dưỡng. Tức là bây giờ là thay vì nuôi một bà vợ thôi, bây giờ nuôi hai bà vợ thì chắc chắn ông chồng nó phải héo hon rồi, ông không thể nào mập được bà con, vừa tốn sức vừa tốn tiền, đúng không ạ? Đúng không mấy ông? Mấy ông nào có ông ngồi cười liền nè, thiệt luôn ấy, phải không? Nó chơi vậy thôi, Quanh so sánh cho chúng ta dễ hình dung và chúng ta có một cái sự gì đó nó thú vị thôi nha bà con, chứ không có khuyến khích nha. Thì khi mà nó vừa nuôi trái mà nó vừa đi đọt như vậy, bà con biết là dinh dưỡng nó sẽ bị phân hóa rất là nhiều, và từ đó làm cho cái trái của chúng ta nó không có tròn nha bà con nha. Như vậy thì trường hợp nếu quý bà con chúng ta thấy đang nuôi trái mà cái lá nhìn ở bên ngoài, cái lá bắt đầu đi đọt quá trời như vậy nè bà con nè, đi đọt dày nè, thì chúng ta sẽ sử dụng dùm Quanh cái siêu kali hữu cơ. Cái dạng siêu kali hữu cơ, cái chai màu đỏ đỏ mà Quanh hay cầm á, cái dạng siêu kali hữu cơ đó là cũng chiết xuất từ thảo mộc thảo dược. Chúng ta sẽ phun vào ở trong cái lá này để giúp cho cái lá này nó ức chế sinh trưởng, nó chuyển qua già lá, chứ nó không có còn xanh xanh như vậy nữa. Nếu xanh xanh như thế này nữa là theo cơ chế của cái cây là cái cây nó sẽ chuyển cái dinh dưỡng lên đây để nuôi lá, và nó không tập trung nuôi trái thì làm cho cái trái của chúng ta bị thiếu dinh dưỡng, nó sẽ bị méo. Mà bị méo thì chúng ta không có thu nhập bà con nha, méo thì nó dạt hết trơn, sạc xuống mít kem hết trơn. Nên bà con chúng ta lưu ý là nếu quan sát thấy cây trái mít của mình đang nuôi trái mà đang trong giai đoạn sinh trưởng, chưa đang giai đoạn nuôi trái còn nhỏ, chưa có lớn, giống như cái trái cỡ này. Anh Diễn vô quay lại cái trái này dùm em đi. Giống như cái trái cỡ này nè. Đây, giống như cái trái cỡ này hoặc cái trái cỡ này, chúng ta đã tuyển tròn rồi mà sau đó tự nhiên nó bị giật méo như vậy, thì bà con chúng ta thấy là do nó bị phân hóa dinh dưỡng vào trong cái đầu đọt, thì bà con chúng ta sẽ phun siêu kali hữu cơ giúp dùm Quanh để làm già cái lá này, nó không có nuôi cái lá này nữa để tập trung nuôi trái nha. Siêu kali hữu cơ ở dạng là thảo mộc thảo dược, nguyên liệu nhập khẩu, nên bà con phun tới đâu thì nó sẽ khỏe tới đó, nên bà con chúng ta cứ yên tâm. Rồi thêm một cái trường hợp liên quan tới siêu kali hữu cơ, ngoài cái việc mà nó chặn đọt ra để tập trung dinh dưỡng nuôi trái ra, nó còn giúp cho cái trái của chúng ta tăng độ ngọt và lên cái màu thật là đẹp. Bà con thấy nhiều quý bà con chúng ta khi mà sử dụng bộ xô rồi nó cái màu của cái ruột trái bên của cái vườn chú rất là đẹp rồi, nhưng nếu bà con chúng ta những loại trái cây khác không phải là mít ha, bà con chúng ta muốn tăng độ ngọt, muốn lên cái màu của cái ruột ở bên trong cho nó sáng hơn, đẹp hơn, ngọt hơn, mẫu mã trái chất lượng hơn, thì bà con chúng ta sẽ phun cái siêu kali hữu cơ đó dùm Quanh vào cái giai đoạn mà cái trái bắt đầu hình thành lên độ ngọt nha bà con nha. Tức là chẳng hạn như sầu riêng là thời kỳ thu hoạch của nó là 90 ngày, 90 tới 100 ngày thì bà con chúng ta sẽ phun cái siêu kali hữu cơ đó vào ngày thứ 80 nha, phun 1 lần tới 2 lần, mỗi lần cách nhau 7 ngày. Còn đối với mít này là thời gian thu hoạch là 3 tháng 25 ngày thì bà con chúng ta có thể phun vào ngày thứ 90, có thể phun 1 lần hoặc 2 lần. Vì kali hữu cơ nó sẽ giúp cho cái trái mít của chúng ta là bắt đầu có mẫu mã đẹp hơn, xanh hơn. Có thể phun trực tiếp vô trái luôn và rồi chủ yếu là phun lên lá và cũng có thể phun trực tiếp trên trái, làm cho cái mẫu mã trái mít chúng ta đẹp hơn nè, rồi cái độ ngọt nó tăng cường nè, và là đặc biệt là lên màu của cái muối mít trở nên nó vàng hơn, đậm hơn ha. Nên bà con chúng ta có thể sử dụng thêm cái thằng siêu kali hữu cơ để vừa chặn đọt mà vừa phun vào lá thì nó cũng tăng cái độ ngọt luôn nha bà con nha, rất là tuyệt vời ạ. Đó, đây từng lá của trời ơi, hai cái con heo nó nằm trong kia. Ôi má ơi, hai con heo này bự dữ lắm, để Quanh đứng vô bà con mới thấy nó bự. Để có cái gì đó để nó gánh một cuốn nè bà con, một cuốn mà nó uống á, một cuốn mà nó uống hai bên nè bà con thấy không. Đó, tình trạng mà bị bể nứt bầu gai này thì Quanh có chia sẻ rồi ha, thiếu canxi bo, thiếu siêu canxi bo nha bà con, thiếu vừa tưới vừa phun giùm Quanh luôn nha. Đó. Nói với bà con luôn, đừng để trái cây nó cao quá, cây cao nó cũng phân tán dinh dưỡng. Cái phần đọt thì cái phần đọt cao quá thì nó cũng chạy lên nó nuôi đọt đó bà con. Nên là khi bà con chúng ta làm bông á thì bà con chúng ta cũng nhớ là cắt đọt xung quanh, cắt đọt trước khi nó mang trái chứ không phải là sau khi nó mang trái nha bà con nha. Bà con cắt đọt mà sau khi mang trái là sẽ bị sượng cái trái mình luôn á. Đó. Thì trong một video này thì Quanh muốn chia sẻ cụ thể như vậy thôi để quý bà con chúng ta hình dung, chia sẻ nhiều quá thì tự nhiên bà con chúng ta không có nhớ hết. Thứ nhất là để mà tránh trường hợp bị méo trái, mặc dù đã tuyển trái rồi nhưng sau đó trái lớn nó vẫn bị méo là do cái cây đang bị chạy đọt, thì chúng ta phun siêu kali hữu cơ lên trên cái tầng lá. Còn nếu mà trái đã lớn rồi, nó đã tròn rồi mà nó ra đọt vậy thì để đó bình thường, để là cơ đọt điểm để chuẩn bị cho nó làm phục hồi và nó đi theo nó chuyển vào giai đoạn làm trái lần nữa nha. Rồi khi mà chúng ta muốn cho cái trái của chúng ta có mẫu mã đẹp, lên màu trái, ngọt trái, mẫu mã đẹp thì chúng ta phun siêu kali hữu cơ vào cái thời điểm trước khi thu hoạch, tùy theo cái cây giai đoạn nào, tùy theo cái loại trái, tùy theo cái trái nào nó hình thành cái lên lúc mà lên ngọt, lên độ ngọt và lên cơm á thì chúng ta phun vào giai đoạn đó từ 1 tới 2 lần nha bà con nha, rất là hiệu quả. Từ 1 tới 2 lần sẽ giúp cho trái đẹp hơn, màu sắc bên trong đẹp hơn và cái độ ngọt tăng lên nha bà con nha. Ok chưa? Đó, siêu kali hữu cơ là một cái dạng gọi là kali lấy từ thiên nhiên, thuần theo tự nhiên và hàng nhập khẩu, và cái hàng nguyên liệu nhập khẩu và được sản xuất theo cái công nghệ dây chuyền lên men khép kín rất là cao, được chuyển giao về Việt Nam. Nên là cái dạng đó bà con phun vô nhiều khi bà không cần cách ly luôn cũng rất là ok, vẫn đảm bảo được đạo đức của nghề nông của mình. Tức là nếu bà con phun thuốc sau mà bữa sau bà con cắt bà con bán liền là chúng ta đang vi phạm đạo đức nha. Tại vì nó ảnh hưởng tới sức khỏe của cái người tiêu dùng cuối cùng. Nhưng riêng đối với siêu kali hữu cơ, bà con lỡ có phun ngày hôm nay, ngày mai giá mít nó đang 30.000, ngày mốt mà chúng ta dự định nó giảm xuống còn có 15.000, chúng ta bán liền chứ. Mà nó đủ độ rồi, lái chịu lấy rồi cắt luôn. Mà chúng ta sẽ không bao giờ vi phạm đạo đức vì là cái kali hữu cơ bà con chúng ta không cần phải cách ly. Ok chưa? Rồi, cảm ơn quý bà con chúng ta một lần nữa. Quanh rất là mong là video này giải quyết được những cái vấn đề mà quý bà con chúng ta đang gặp phải khi quá trình chăm sóc mít, làm trái mít. Rất là nhiều các cái yếu tố quay xung quanh thì Quanh đã làm và thực hiện rất là nhiều video nhỏ để chia sẻ quý bà con chúng ta. Rất là mong quý bà con chúng ta cảm thấy hiệu quả và áp dụng theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.